Xin kính chào anh em nhé, hôm nay sẽ đưa anh em đi thám hiểm dưới cái bể cá có những cái gì thú vị nhá. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Đấy, bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển vào phần bên trong cái bể cá. Wow, khi mà tôi đưa cái camera xuống dưới này thì cái đàn cá bắt đầu nhìn thấy và chúng đã lao đến rất là nhiều luôn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này. Bên trên khi mà chúng ta đứng trên bờ nhìn xuống thì nó rất là bình thường, nhưng mà khi xuống dưới đáy nhìn rất là đẹp anh em ạ. Cảm giác như là chúng ta đang bị một cái đàn cá mập tấn công ấy. Đấy, những con cá rất là to. Vừa rồi tôi vừa cho một ít cám xuống để xem cái phản ứng của chúng thế nào. Đấy, bắt đầu lên ăn rất là nhiều anh em. Đấy, đây là cái lúc mà nó bắt đầu sâu xé lên ăn đây này. Đấy, anh em có thấy thú vị không? Wow, đẹp quá. Lần đầu tiên tôi được du hành dưới đáy bể như thế này. Khá là đẹp anh em ạ. Wow. Ánh nắng mặt trời chiếu qua những cái mặt nước như thế này. Những cái đàn cá rất là khỏe mạnh, bơi lội tung tăng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi dạo một vòng dưới đáy bể nhá. Anh em nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên bỏ một chút thời gian ra bấm like, chia sẻ video này nha. Wow. Và sắp tới tôi sẽ làm nhiều cái video của nhiều cái loại cá khác nhau cho anh em xem nhé. Và hôm nay là đây là bể cá chê. Chúng ta đang đi du lịch trong bể cá chê. Đấy. Cá rất là nhiều luôn anh em. Wow. Đấy, anh em có thể nhìn thấy tổng quan khu bể như thế này đây. Và bây giờ chúng ta cùng xuống lại nào. Đấy, xuống nước nào. Đấy, anh em thấy không? Quá là đẹp luôn. Anh em có tưởng tượng cái khung cảnh này giống như trong các cái bộ phim không? Trong các cái bộ phim mà về cá mập ấy. Đấy, rất là nhiều luôn. Đấy, chúng ta đang đi sát dưới đáy bể. Và đây là cái đường ống mà xả nước. Đấy. Tiếp tục nào, bây giờ chúng ta sẽ đi vòng quanh xem có gì thú vị không. Đấy, lúc đầu đàn cá nó tưởng lạ thì nó lao tới rất là nhiều, nhưng bây giờ nó đã quen rồi. Thì nó bắt đầu di chuyển xa ra. Cảm giác như đây là một cuộc thám hiểm dưới đáy biển đó anh em nhỉ. Đấy, cá rất là nhiều luôn. Anh em nhớ theo dõi kênh của tôi để được xem những cái video thú vị như thế này nhá. Lần sau tôi sẽ quay những cái loại cá khác cho anh em xem. Vì mỗi loại cá nó có một cái vẻ đẹp riêng anh em ạ. Mà khi chúng ta nhìn cái hoạt động nó dưới nước nó mới đẹp. Còn bình thường chúng ta đứng trên bờ nhìn nó rất là bình thường thôi. Nhưng mà khi xuống dưới nước thì chúng ta mới biết các cái hoạt động của nó là làm cái gì dưới đấy. Nó bơi lội ra làm sao. Và khi mà dưới đinh nước nhìn con cá nó sẽ như thế nào. Rất là thú vị luôn. Anh em nào mà đang xem video này cảm thấy video hay và ý nghĩa thì đừng quên bấm nút like, chia sẻ video này nhé. Còn ai yêu quý chúng tôi thì có thể bấm vào nút đăng ký kênh, rung chuông để nhận được những cái video mới nhất nhé. Và cuộc thám hiểm của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video thám hiểm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.